fängt dann wieder nennen. How deep is the water? Not super. I'm too bad, not bad. Not very deep. What is inside? Zion. Chụp cái về làm chứng. Crabs. Was ist jetzt noch hier drin? Shrimp. Und Fisch, ne? Ở trong cái ao tôm mình quản lý rồi, không đổ đi đâu được. Ai đó mà thả trong ao được cái chết. Cái mắt nó mờ mắt, đúng không? Nói chung là bị vòng kim cô. Mixed aquaculture. What is he catching again? What is he catching? Trying to catch? Catch the eel in the pond. Eel. Yes. Eel fish with eel. Sea eel. They live in the home. Eel. What is this? Nó có cái đường hẻm không? Rồi, sao nó không khe chút? Đã làm biến rồi. Nhiều. They live in the holes? Yes, they live in the holes. Tí là nhiều chút. Bởi 100. And then he's making a soup. Yes, he's making sour soups. Sour soup. Yeah. With sea eel. Sô lô như thế này thì ký nhiều. Ngày qua này mới có hai loại rượu vô quá. Rồi mời anh em nếm qua. Cái rượu này như là nó ngâm từ cái ngải ra đúng không? Ngâm từ cái ngải ra. Năm vị thuốc bắc. Ngải chứ. Ngâm từ 5 loại thuốc bắc. Right away. A little bit like when they cook the rice, matter setting the bottom. Yeah. So it makes it smell. Yeah. Not normal. Okay. Which is better, this or the other one? I think this is better. Can you show me? I make a video right now. So you have that first. So at the beginning I put the ring. Yeah. It I have no problem. Then you, all of us can think, yeah, fair enough. Yep.
nhiều không? Yes, Makisai. Two months later, we will sell. Beautiful. Yes, very beautiful. Mm. Was it? What is it called again? Cái vảy nó màu vàng ha. Bambino. Bambino. In English? Yeah. In English? Yeah. Hey, sao con to này phải 300 mấy chứ?